Hello cả nhà, tiếp tục review sản phẩm nha cả nhà. Thì bữa nay cái dòng cước Eagle hình con chim ưng, chiều dài 500m em về thêm hàng nha. Thì hiện tại đợt này bên công ty sẽ cho ra 3 màu. Màu đỏ nè, màu xanh nè, xanh này dạng xanh lá nè, với lại màu vàng chanh. Và cái size nó cũng nhiều thêm. Nhỏ nhất là 0.47, lực tải 17,2 kg. Kế nữa là 0.52, lực tải 18,1 kg, 0.57, 21,3 kg, và cuối cùng là 0.62, 23,5 kg. Thì cái dòng dây này cả nhà, dây này chiều dài nó là 500m. Nhưng anh em để ý giùm em nè, có nhiều anh em mua cái cuộn 47 về, anh em nói ủa dây có bị lấy mất không mà sao cái cuộn nó nông vậy. Thì xin thưa, chiều dài nó là 500m thì size nào cũng 500m, nên cái size lớn hơn, ví dụ như size là size 62 là cụ này 62 nè, nó sẽ đầy hơn nha anh em. Còn size 47 là dây nhỏ hơn thì nó sẽ nông hơn. Đó là chuyện bình thường nha. Hàng công ty thì em đảm bảo cho cả nhà mình số mét là nó không có bị thiếu. Không có bị thiếu nha, riêng cụ này thôi nha cả nhà. Riêng cụ này hoặc là cụ mê công, nói chung cụ nào khi mà em lên review, em đảm bảo cả nhà mình là không bị thiếu. Thì anh em cứ yên tâm đi, nó không có bị thiếu đâu. Nhưng mà nhiều anh em á, khi mà nhận cuộn 47 hoặc cuộn 52, anh em nhìn vô anh em thấy cái chỗ này nè, nó ít quá, anh em nói là có bị cắt sớn không, hoặc là có bị làm thiếu không. Xin thưa là không thiếu nha, tại dây nó nhỏ. Đó. Với lại một phần dây Eagle này, chất liệu nó là ni lông, mà nó là dây, nó là dây màu luôn nha, chứ không phải là dây nhộm. Ví dụ như dây mà trắng nhộm màu xanh thì anh em chơi thời gian nó sẽ bay màu, nó thành màu trắng. Còn dây này dây màu xanh thì anh em chơi nó được lâu hơn, qua một thời gian nó sẽ cũ thôi, cũ chứ nó không bị bay màu ha. Tại vì nè anh em nhìn kỹ nè, từ cái lõi bên trong nó là màu xanh luôn, chứ không phải là màu trắng nhộm nha. Đó. Cuộn này là cuộn 62 nên anh em nhìn nè, nó sẽ đầy hơn, đầy nhất luôn trong các size còn lại. Kế nó là cuộn 57 đi, đây 57 màu vàng thì nó hơi đầy đầy, nó chưa, nó cũng không đầy bằng cuộn 62 nữa, thấy không, màu xanh vàng chanh nè. Đó. Một cuộn như vậy thì nó là 500m nha cả nhà, 500m nè, màu vàng, nó là lõi vàng luôn, ở trong nó là lõi vàng luôn chứ không phải là dây nhộm nha cả nhà, vàng. Đó. Dây của mình được cái là mềm, em đánh giá là mềm và mượt, có độ bóng. Cái này quýnh là quýnh được xa nè, nó có độ bóng nha cả nhà, nó giống như có lớp dầu vậy đó, nó sẽ có độ bóng. Đó, đó là dây màu vàng. Tiếp theo em sẽ review dây màu đỏ luôn. Nó sẽ có 3 màu và 4 size như em vừa deal lúc đầu á. Dây màu đỏ nè, rất là ok cả nhà. Nó vẫn là dây nha, nó vẫn là dây. Đó. Nó không phải là dây nhộm mà nó là đỏ từ trong ruột ra luôn. Tức là cộng này là nguyên thủy nó là màu đỏ luôn nè cả nhà. Đó. Mềm, mượt, có độ bóng. Đó, chịu lực cũng khá là ok. Thì em đã test rồi, size 0.52. Tải tỉnh 10 kg thoải mái luôn nha cả nhà. Tải tỉnh 10 kg thoải mái luôn. Đó. Nó có 3 màu, 4 size. Thì em xin báo giá cho cả nhà mình biết luôn. Size 0.62 là size lớn nhất á, thì là 180k. Mỗi size như vậy lệch nhau 10k. Tức là 180, 170, 160, 150. 150 thì tương ứng với size 0.47. Cái này cái giá tiền á, nó sẽ thay đổi theo size nha cả nhà, nó không phải là đồng giá nha. Size lớn nhất 0.62 là 180, thì những size còn lại nó sẽ giảm 10.000, 10.000. Đó, ok. Anh em chốt một lần 2 cuộn trở lên thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho cả nhà mình luôn. Còn khi anh em chốt một cuộn thì ship đi tỉnh là 25k thôi nha cả nhà. Đối với sản phẩm nhỏ nhỏ như vậy là em nhận ship chỉ có 25k thôi. Còn cần câu thì 30k. Nó cần câu nó hơi dài một chút. Đó, thì anh em có đặt hàng thì liên hệ với hai số điện thoại. Em có để trên màn hình nha cả nhà. Em có để trên màn hình hai số điện thoại á. Anh em cứ alo cho em nha, hai số đó. Hoặc là kết nối Zalo cũng được luôn nha cả nhà. Kết nối Zalo cũng được luôn. Nói chung cước cũng khá là ok. Rồi, cảm ơn cả nhà mình làm đó luôn, tin tưởng và ủng hộ nha.